mà nước lúc nãy rồi tinh 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 và khách phú nói dài câu là đối thoại, khách tử là sự sáng chết hát bài đó với nguyện thương mà gần chết của hát bài đó. Thì khi nghe khách tử đủ biết không thấy nào, không sống thế nào, định định đúng đắn ông hãy từ giả trả lời. Khách hồn là cái người chết rồi tới gì diện của mã trên khách hồn, khách nhảy lên ngựa là khách tổ mã. Thì điều đó chúng ta thấy rằng cái đó là đại khái sơ sơ thôi. Rồi hát năm thì có năm xuân người bị sĩ tử đi thi, hay là một cụ già đi dạo đường qua, hay là ngồi và uống trà với bạn thì hát năm xuân. Và năm xuân đó là tự sự, và năm xuân đó thì cái lời đó là lục bát. Hát khách đó, thì cái lời đó là quyền ngẫu hay là thơ bài chữ đó. Nhưng mà tới hát các năm thì năm xuân đó có phải một bát, mà năm xuân nó một dế thì ba câu, dế đầu là dế trống, dế máy, dế trống. Thì điều đó các bạn thấy là nó có trống, có máy, nó có âm, có dương. Thì trong cái đó nó nổi cái chuyện đó, nó ước lệ, nhưng mà trong ước lệ chúng ta biết được rồi, khi hát bài nào thì biết nó chuyện gì. Thì điều đó cũng cần cái điều hôm nay nói để các bạn nghe rồi. Có dịp khác chúng tôi sẽ phân dịp các âm nhạc có như thế nào. Hôm nay một chút nữa, trước khi gỡ tuồng, ở phần thứ hai, tôi sẽ giới thiệu cái phân tích cái gỡ tuồng đó, nói qua những điều hát đó, để các bạn nghe trước rồi coi hát. Thì chừng đó, các bạn đã có được một số chìa khóa để mà mở cửa cái vườn hoa hát bội. Trước kia có lẽ là các bạn chưa để chân tới, ngày hôm nay mời bạn cùng với tôi bước vào trung tâm giáo của vườn hoa, xem có những hoa thơm khó lạ, có thể ngạc nhiên, có thể nhiệt mình, có thể thương yêu, có thể ngạc nhiên quý mến. Thì điều đó một chút nữa xin yêu cầu các bạn cho biết cái cảm tưởng của các bạn sau khi nghe như vậy, nó có một cái lợi gì hay không. Bởi vì hôm nay nói chuyện các bạn không phải là bài đặt ra một cái buổi hát bội để cho các bạn muốn vui vui vẻ đón tranh, nhưng mà hôm nay nói cho các bạn biết mọi hát bội là gì. Thì đó, hôm nay tôi nói cứ những ước lệ đó, ước lệ trong sân khấu, ước lệ trong đạo cụ, ước lệ trong dẫn mặt, ước lệ trong bài hát, mà nó có cả nhiều tất cả mọi chuyện đều nó có cái ước lệ. Và trong bài hát đó thì tôi nói hát năm đó, thì các bạn còn chưa biết nên mình đi sâu một chút xíu đó. Thì hát năm nó còn đi trong cái máy, tức là có âm có dương, mà trong máy trong thuộc điều vệ ly, tức là lửa. Thì điều đó tất cả những cái chuyện đó trong hát bội ta đang làm sao biết. Còn nếu nói ra có những người em nào học nhạc á, thì thấy con hát bội nó có ba cái tiết tấu đi chung với nhau, mà cái đó nó thuộc về đa tiết polyrhythmy. Thì cái điều đó các nước khác không phải gì có. Đơn ta đơn cũng nổi bố ngoại từ tăng từng tinh tăng tinh đèn tinh thì tầng từ đi tăng tinh thì đứng từng tự lên hát thì hát nhiệt ngoại một chút cơ thôi, các bạn sẽ thấy nhiệt ngoại đi như đó. Mà ai giàu muốn sang yêu thì không phải ai giàu muốn sang hát đó là ngăn thần số ngay, hát đó là hát nhà quê, hát đó là hát dân ca, hát bộ từng tính từng thân từng tính bằng ai giàu ơn mến ơn sáng yêu thằng tên đi tận tinh tinh nhịp pháp chú kỳ rút cắt tông cốc cắt cốc cắt cốc tờ thắt cắt cốc cắt cắt cốc. Hôm nay không có hát năm sinh, phải có hát năm sinh thì
nếu bạn quay cái nhịp nhịp đó, nhưng mà nếu cần dùng sau cái thùng hát rồi, các bạn muốn nghe một câu đăng sinh của đại, chúng tôi cũng yêu cầu nghệ sĩ hát một câu đăng sinh để nghe cái chúng đánh như thế đó, thì các bạn biết được một ngày nào chúng các bạn mới được như tôi, mới được rồi rồi mà trong ra thì không thể có được cái đó, mà hát bội đó như thế, hát kèo thế này, hát kèo năm kinh sát bát kinh diệt bát tướng đặng thiên sơn vương, đặng thiên sơn vương thánh thánh đình vương xưng đế tôn tôn này cắt từ rồi cắt tôn tôn cũng to, từ rồi còn cắt cũng còn cắt tôn từ rắc, thì các bạn thấy là hai cái nhịp tâm nó khác nhau, nhịp tâm thì học trò lễ còn khác nữa. Như hiện ngày tôi muốn nói thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta không nên tự ti mặc cảm, bởi vì trong chiến đấu chúng ta có những cái để hành diện nhiệt tá tôn hình hát lên tôn hình trong nhà để còn bị hiện hơn nữa tôn tài các tôn hình tôn tài nhiều lắm hay quá nhiều, mà nếu không biết thì các bạn tưởng những nhạc lễ đánh tàu bay tàu bà, tưởng trống kèo đánh tàu bay tàu bà, tưởng trống tuồng đánh tàu bay tàu bà, có quy tắc, có lề lối, có quy củ, có tổ chức, mà tổ chức theo cái phong cách của chúng ta, thì điều đó để cho các bạn thấy rằng nó không phải đơn giản đâu. Nếu mà các bạn biết buổi hát khác không có cái chữ nào mà nó không như thế thì rất là tiện thôi, đó là một cái chuyện ước lệ trong bài bản, rồi những ước lệ trong diễn xuất, trong diễn xuất đó mỗi một cái giọng giọng khác là một giai khác nhau.